Chào cả nhà, chào các bạn. Chúc chào cả nhà mình ngày mới vui vẻ. Cây nhỏ nó phan cắt rồi ha. Cái chỗ để đó không? Cắt hai cây lớn à. Cắt hai cây lớn thôi. Ok đó nhỏ. Cắt cây lớn, hai cây lớn á. Năm tới là mía nhiều cả nhà. Năm tới là tha hồ nha. Rồi xong. Rồi. Nó ẹo vậy chứ mà mắt nó dài ghê thấy không? Để đó. Để đó cho nó lớn. Bye cả nhà, bye. Bye các bạn. À, đó, được hai cây đó. Dài lắm nhưng mà được nó cong vòng. Ok, bye. Trồng hành. Hành là ngâm nước rồi nè. Bây giờ đồng trồng.
dập xuống khoảng tuần có ăn.
cảm ơn các bạn đã xem video Tân Sang Cuộc Sống Hàng Ngày. Bye, thank you. Đông rồi mà bắt đầu mọc ra, nó mọc ra mấy cái bí non dễ thương, mọc ra mấy trái bí hả? Ra cái non trong này cũng có vừa thấy trong này mấy trái à.